Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim mới của Disney năm 2020. Bộ phim chứa đầy ý chí và nghị lực và được cải biên từ câu chuyện có thật. Bộ phim tên là Cloud, chiến binh của những giấc mơ. Jack là một học sinh cấp 3, năm 14 tuổi cậu bị chẩn đoán u xương. Trong vòng 4 năm cậu đã làm hóa liệu hơn 20 lần, trải qua rất nhiều đau đớn dằn vặt. Mặc dù cơ thể yếu ớt, cậu vẫn không làm mất đi nụ cười trên môi. Jack luôn đối diện với căn bệnh một cách tích cực. Cậu tin rằng bản thân nhất định sẽ đợi được ngày kỳ tích xuất hiện. Cậu thích hát, thích nhảy, thích đi du lịch vòng quanh thế giới. Mặc dù những điều này gần như tạm thời không thể thực hiện được, nhưng Jack vẫn không từ bỏ. Tuy nhiên đến một ngày, bác sĩ thông báo hóa liệu đã không còn tác dụng nữa, các tế bào ung thư đang dần lan ra. Jack vừa mở mắt ra đã gặp ngay một đả kích chí mạng, kỳ tích sẽ không xảy ra, phẫu thuật thất bại. Cậu chỉ còn 6 tháng đến 1 năm để sống, rất có khả năng cậu sẽ không chống đỡ được đến khi tốt nghiệp cấp 3. Đối diện với thời hạn tử vong đột nhiên ập đến như vậy, một con người lúc nào cũng vui vẻ như Jack cũng dần cảm thấy sợ hãi. Cậu không hiểu cái chết là gì, Jack chỉ biết rằng những chuyện muốn làm đã không có khả năng thực hiện được nữa. Khi thầy giáo yêu cầu mỗi người viết luận văn để xin vào đại học, Jack tỏ ra rất buồn bã. Nếu cậu không thể chống đỡ được đến lúc lên đại học, vậy thì luận văn còn có ý nghĩa gì chứ? 17 tuổi mà đã nhìn thấy điểm cuối của cuộc đời mình, cậu không biết nên đối diện ra sao. Jack bắt đầu cố tình lạnh nhạt với bạn gái vì cậu không muốn liên lụy đến cô ấy. Nếu tình yêu biết trước là không có tương lai thì sớm buông tay là điều tốt nhất. Thấy Jack có những hành động khác thường, bạn gái cậu Amy không hề tức giận mà ôm chầm lấy Jack. Cô hiểu bạn trai mình, cho dù Jack có làm gì cô cũng sẽ ở bên cậu vì bây giờ là lúc Jack cần tình yêu nhất. Mẹ cậu cũng chịu đựng nỗi đau để an ủi Jack. Không ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao và bản thân có sống được hết hôm nay hay không, nên trong những năm tháng cuối đời, nếu Jack muốn làm điều gì thì hãy thực hiện nó, vì ý nghĩa của cuộc sống không phải là ngắn hay dài, mà là việc con người có trân trọng những gì bản thân đang có hay không. Câu này của mẹ đã thức tỉnh Jack. Những ngày tháng cuối đời, cậu nên làm việc gì đó ý nghĩa. Cậu lựa chọn tiếp tục lạc quan, làm những gì mình thích và đem đến niềm vui cho mọi người. Sau khi hóa trị, liệu tóc của Jack mọc lại và trông cậu có tinh thần hơn. Cậu quyết định cùng người bạn thân của mình là Sammy viết nên một bài hát để hoàn thành ước mơ phát hành album của mình. Cậu còn tham gia đêm nhạc hội của ca sĩ mình thích nhất, rồi mời Amy đến dự vũ hội tốt nghiệp cuối năm. Mặc dù không biết có chống đỡ được đến lúc đó hay không, nhưng tinh thần lạc quan ấy cũng không ngăn nổi bước tiến của căn bệnh quái ác. Bệnh tình của Jack ngày một nghiêm trọng, cậu bắt đầu thấy hô hấp khó khăn, mất ngủ trằn trọc. Mọi thứ xung quanh như đều đang nhắc nhở cậu rằng Jack đã không còn nhiều thời gian nữa. Jack tranh thủ từng giây từng phút cùng Sammy viết bài hát. Cậu đem những trải nghiệm của cuộc sống viết thành lời ca, viết nhịp điệu theo tâm trạng vui tươi, hào hứng. Rất nhanh hai người đã có được một ca khúc hoàn chỉnh. Sammy đăng video họ hát lên YouTube để làm kỷ niệm. Không ngờ ngay ngày đầu tiên đã nhận được hơn 20.000 lượt thích, thậm chí còn có cả phóng viên chủ động liên hệ với mẹ của Jack để phỏng vấn cậu. Đối với Jack đây như là một món quà rất quý giá, vốn dĩ là một chuyện đáng mừng, nhưng đến một ngày cậu đọc được bình luận rằng người mắc ung thư thì đầy da, cậu đừng nghĩ đó là cái gì đặc biệt. Jack rơi vào đáy vực. Đúng vậy, cậu có gì đặc biệt đâu chứ, kể cả có phát hành mấy ca khúc đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu là bệnh nhân ung thư sắp rời khỏi thế giới này. Ý định phát hành một album với thật nhiều bài hát của Jack đã không thể thực hiện được nữa. Cậu lẳng lặng nằm trên sân cỏ của trường, trong đầu không nghĩ gì cả. Nếu thời gian có thể dừng lại ở đây thì tốt biết mấy. Thầy giáo nhận ra cậu có vẻ kỳ lạ nên đến trò chuyện cùng Jack. Đến lúc này thầy mới biết Jack bị ung thư, nhưng ông không hề tỏ ra đau buồn mà còn cổ vũ cậu. Đừng để ý đến cách nhìn của người khác, cuộc sống là do mình làm chủ nên hãy hoàn thành những gì cậu mong muốn, như vậy bản thân mới không cảm thấy hối tiếc. Về đến nhà, bố tặng cậu chiếc ô tô mà Jack luôn mơ ước. Mặc dù đó là xe thuê chỉ có thể lái một tuần, nhưng đối với Jack đó là ước nguyện mà cậu cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ thực hiện được. Bố muốn Jack lái chiếc xe mình thích đi hẹn hò với bạn gái, giống như bố ngày trước đèo mẹ vậy. Mối quan hệ giữa Jack và Amy ngày càng nồng nàn. Amy vuốt ve vết sẹo trên người Jack thể hiện sự thương yêu, sau đó đáng lẽ sẽ là những cảm xúc thăng hoa, nhưng Jack lại như bị chạm vào nội tâm yếu đuối nên vội vàng bỏ chạy. Cậu bỗng dưng nhận ra bản thân là một phế vật. Cậu không thể cho Amy bất kỳ lời hứa nào, không có nhẫn cũng không có hôn lễ, không thể báo đáp lại tình cảm to lớn của Amy. Cậu không muốn Amy nhìn thấy bộ dạng suy sụp của mình nên lái xe bỏ chạy. Trên đường, Jack không ngừng hỏi bản thân tại sao lại là cậu, tại sao ông trời lại ác độc với Jack như vậy, tại sao cậu không thể có được hạnh phúc như những người bình thường khác, cậu là người đáng thương nhất thế giới. Chính vào lúc này thầy của Jack đến nhà, ông mang theo một tin tức tốt lành. Ông đã đưa video Jack và Sammy hát gửi cho bạn học làm sản xuất âm nhạc của mình. Sau khi bạn của ông nghe xong đã cực kỳ thích thú với âm nhạc của họ nên muốn ký hợp đồng với hai người. Nếu được thì cuối tuần họ có thể đến New York để ký hợp đồng ngay. Đối với Jack điều này cứ như một giấc mơ nhưng lại rất chân thực. Cánh cửa mà Rihanna, Beyoncé từng đi qua, giờ họ cũng đã được đi, còn được xuất hiện trên màn hình lớn như những ngôi sao thực thụ.
trên chuyến bay trở về, Jack nhìn đám mây trên trời và nghĩ về Amy. Cô ấy đối với cậu như là một sợi dây cứu mạng, kéo cậu ra khỏi vực thẳm tối tăm. Amy như là dòng suối mát thấm vào lòng cậu, đem lại hy vọng giúp Jack đi ngày càng xa. Đang ngồi đột nhiên Jack có linh cảm viết bài hát, cậu vội vàng lôi giấy ra viết lại những ca từ đang xuất hiện trong đầu. Đó là những câu hát rất tự do và phóng khoáng. Cậu viết bài hát này như lời tạm biệt với mọi người. Đây chính là ca khúc mà sau này được rất nhiều người chia sẻ và truyền tai nhau. Cloud, tình ca trên mây. Bài hát rất nhanh đã lên top các ca khúc mạng, nhận được nhiều lời khen từ người xem. Nhiều kênh truyền thông thi nhau đưa tin về câu chuyện của Jack, thậm chí radio cũng bắt đầu phát bài hát của cậu. Tình ca trên mây vang vọng khắp các con phố. Jack bỗng trở thành biểu tượng của ý chí và nghị lực. Cậu có các fan ủng hộ, trở thành ca sĩ có danh tiếng. Thậm chí Jack còn nhận được lời mời từ viện âm nhạc. Jack ngày càng tiến gần đến mục tiêu của mình, đó là phát hành album. Thời gian của cậu đã không còn nhiều nên cậu không muốn bản thân hối hận. Trước khi lên sân khấu biểu diễn, Jack đã đến tìm Amy để xin lỗi cô. Ngày hôm đó không từ mà biệt là vì Jack không muốn cô nhìn thấy cậu đau khổ. Nhưng giờ Jack đã hiểu ra, sở dĩ cậu có thể đi đến được bây giờ đều là nhờ sự ủng hộ của Amy. Một câu nói anh rất cần em đã kéo hai người gần lại với nhau, đôi tình nhân sau đó đã hòa giải. Bác sĩ nói Jack chỉ còn chưa đến một tháng nên không thể kịp tham gia lễ tốt nghiệp, nên trước khi mất người nhà muốn tổ chức cho cậu một buổi lễ, hy vọng có thể giữ lại mọi kỷ niệm. Nhưng vẫn đang trong quá trình chuẩn bị gấp gáp thì bác sĩ báo cho bố mẹ Jack rằng do bệnh tình diễn biến nghiêm trọng nên có khả năng Jack chỉ có thể gắng gượng thêm vài ngày nữa hoặc còn ngắn hơn thế. Đối diện với tin xấu này thì điều duy nhất họ có thể làm là giúp Jack thanh thản rời đi. Công việc chuẩn bị cho buổi lễ đã hoàn thành, bạn bè đều đến cổ vũ cậu, mà lúc này cơ thể của Jack gần như đã đạt đến cực hạn, nhưng cậu vẫn kiên trì dùng sức lực cuối cùng để mặc lên bộ lễ phục đẹp nhất, nghe Sammy hát cho cậu ca khúc mà cô đã chuẩn bị từ lâu và ở bên cạnh cô gái mà cậu yêu để hoàn thành tâm nguyện trong ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng. Jack mang theo lời chúc phúc của tất cả mọi người, hát lên tình ca trên mây. Đây là cảnh xúc động nhất bộ phim, mình sẽ không bình luận gì mà để các bạn cảm nhận và suy ngẫm. Dark and lonely hole. There was no one there to care about me anymore. And I needed a way to climb and grab a hold of the edge. You were sitting there holding a rope. And we'll go up, 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 but I'll fly a little higher. Go up in the clouds because the view's a little nicer up here. It won't be long now. When we get back on land, well, I'll pick my chance. Be ready to live in my hands. And maybe someday we'll take a ride. We'll go. Go up, 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 and we'll take a little ride.
Người thiếu niên vui vẻ, lạc quan đó, sau khi đón sinh nhật 18 tuổi thì rời khỏi thế gian, hóa thành đám mây trên trời cao, để lại ca khúc vĩnh hằng này. Trước khi qua đời, Jack đã hoàn thành xong luận văn, cậu viết về câu chuyện của bản thân mình. Jack hy vọng trải nghiệm của mình có thể giúp mọi người ý thức được, đừng đợi đến khi bản thân sắp hết thời gian mới bắt đầu sống thật sự. Jack trong hiện thực mất ngày 20 tháng 5 năm 2013, ca khúc Tình ca trên mây do cậu sáng tác đã lên top một bảng xếp hạng iTunes, có hơn 200 triệu lượt tải và chia sẻ. Jack đem số tiền kiếm được từ việc làm nhạc đầu tư vào nghiên cứu bệnh u xương, hơn nữa còn thành lập một quỹ mang tên Jack để giúp những đứa trẻ mắc căn bệnh này có thể có được một tuổi thơ hạnh phúc. Đây là những hình ảnh cuối đời của Jack. Nếu bạn muốn nghe thử ca khúc Cloud Tình ca trên mây thì mình có để link ở phần mô tả. Đây là một bộ phim rất hay và ý nghĩa. Nếu có thời gian bạn nhớ xem thử một lần nhé. Chào mọi người.